Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người kết nối giữa Angular là frontend và giữa với backend là Spring Boot. Chúng ta sẽ thông qua các đây, chúng ta có sử dụng những cái mapping method get, post, put và delete và để trước khi mà chúng ta bắt tay vào làm với việc chúng ta kết nối Angular với lại Spring Boot qua API thì chúng ta sẽ thực hiện là kiểm tra cái API của mình xem nó đã chạy chưa trên Postman để đảm bảo là chúng ta sẽ biết lỗi ở đâu. Chúng ta hãy test hết, chúng ta hãy kiểm tra hết các lỗi có thể, các cái gì, các đường dẫn, các API để kiểm soát lỗi, để biết là lúc mình làm thì nó sẽ không bị lỗi ở backend nữa, mà chúng ta sẽ cần xử lý ở frontend, tập trung vào frontend thôi sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Ok, thì đây là em đã test hết rồi nên em sẽ thực hiện luôn, hiện là làm trên frontend Angular luôn. Đầu tiên thì em sẽ tạo ra những cái thư mục để em lưu lại những cái service, những cái interface, những cái component làm sao cho nó dễ, thì nó bị dễ tìm nhất cũng như là dễ phân chia cho nó hợp lý nhất. Đầu tiên sẽ tạo một cái component, chúng ta tạo interface trước nhá. Interface để làm gì? Thì nó sẽ tương đương với lại class ở bên này. Mọi người sẽ phải tạo một interface mà có các trường nó giống y hệt class ở bên backend Spring Boot có. Thì đây sẽ tạo bằng đây chủ file này new ts file, ok, user, ok, class. Để xem lại cú pháp nào, cú pháp export interface, ok, export interface user, ok. User có gì thì nó gồm ID của dữ liệu, là chúng ta để tất cả string được. Theo như em làm thì mình để string hết cho nó dễ làm, nó cũng chẳng cần thiết lắm. Thôi không cần thiết lắm, mà thực ra thì chúng ta sẽ để hết string thì nó sẽ hạn chế lỗi, không phải hạn chế lỗi mà nó dễ làm hơn. Thế thôi, username name chấm string, ok. Tiếp theo là password. Password chấm string. Đó, xong đây là chúng ta đã thực hiện là tạo xong cái interface rồi. Thì đây là sẽ sử tạo của service rgs service like user. Đó, ok. Mình có thể xóa file spec đi, nó sẽ phải test. Chúng ta chưa cần, chúng ta thể thực hiện service luôn. Service thì chúng ta sẽ khai báo private này, http client, ok, http client. Rồi ở dưới thì chúng ta sẽ thực hiện những cái hàm để có thể lấy dữ liệu từ từ backend. Ok, thì em sẽ copy bên kia sang observable này, user này, http client. Không nhớ cú pháp này sẽ xin phép làm test có. Đó, thì mình sẽ định nghĩa lại cái constant. Cái constant này chính là cái đường dẫn. Đây, ví dụ như này. Constant, ok, dẫn. Đó, ok, như này là ổn lắm luôn. Và ở trong app module như này là chúng ta đã thực hiện này, phương thức get và dùng hướng dẫn là cho đi user. Và vậy thì chúng ta sẽ phải xóa cái này đi. Đó, ta chỉ có phương thức ấy đâu. Rồi, phương thức get thôi. Và liệu trả về nó sẽ là một mảng user. Đó, chúng ta sẽ thực hiện tạo một component đi. Chúng ta sẽ vào app cho module trước này. Cho module thì chúng ta sẽ thêm cái http client module vào trong đây nhá. Bước đầu tiên thì mọi người tạo model này, tiếp theo là service này, và tiếp theo là thêm cái này vào đây. Được, service thì mọi người học thuộc cú pháp là được.
có thể có, em thì em hay có của dự án cũ, nhớ được, em hiểu vẫn hiểu nhưng mà nhớ được thì thật sự thì lúc cũng hay quên. Sẽ tạo cái vấn đề NVC để mình thử, mình sẽ thử test xem là cái danh sách đấy nó có chưa. NVC component like list user đó. Ok, sau khi tạo xong thì mình sẽ vào trong domain và em sẽ dùng cái này path này chấm thì mình sẽ để để mặc định thì để trắng và để component, tức là ở cái mặc định thì mình sẽ hiển thị ra list user component và tương tự như thế thì ở app component mình sẽ gọi router led chứ không cần không gọi thằng app nữa và chúng ta sẽ đi vào với component list user. Đến thì chúng ta sẽ khai báo một cái user, nó là kiểu là user s, nó là dữ liệu là user này, là mình sẽ làm một bảng nhé. Ok, thì bước này là làm gì? Chúng ta sẽ khai báo cái private user service, ok, user service, service này, để làm gì? Chúng ta có thể có user service, chúng ta gọi cái hàm get own ra và nó sẽ lấy dữ liệu từ cái đường dẫn là local hot 8080 cái user ra, để chúng ta đổ dữ liệu return ra đây thì chúng ta sẽ bắt bằng cách này, chúng ta sẽ dùng zip này chấm user service này. Đó, mọi người sẽ gọi cái hàng get own ra đúng không? Get own và chúng ta sẽ thực hiện subscribe dùng observable observer. Nó phải báo đi sao? Sau này là gì? Sau này chính là cái mà cái dữ liệu chúng ta nhận được khi mà cái phương thức cái việc gọi hàm add-on kết nối giữa backend frontend, cái hàm đó nó đã thực hiện rồi thì nó trả lại cái một cái dữ liệu chúng ta và dữ liệu đó chúng ta đặt tên là gì sao? Mọi người có thể đặt tên là gì cũng được, data cũng được, ABC gì cũng được. Em thì đặt tên là gì sao? Và cái gì sau này nó chính là cái list user mình cần thì mình sẽ là mình sẽ dùng list user bằng gì sao luôn. Chúng ta sẽ dùng console log để thử. Console chấm lớp có gì sao à. Và trường hợp lỗi thì chúng ta sẽ xử lý lỗi đó là lỗi thôi console chấm lớp. Ok như này rồi, bây giờ em sẽ thử bắt đầu chạy thử này. User work, ok, tức là mình sẽ đến cái link này đã chọn được đến cái list user common rồi. Chúng ta sẽ chuyển ra trong Impact xem cái console nó in ra chưa. Đây, đây chính là cái việc mà chúng ta in ra cái danh sách này. Đây mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ in ra cái result, result nó tức là cái danh sách user mà lấy từ backend ở từ API ấy. Nó tương tự với việc mọi người dùng get comment này. Đó, thì mình cũng có ba cái user này, đó, như này, như nhau, đó. Đấy, đầu tiên là get all. Tiếp theo thì mình sẽ làm đến edit edit thôi, còn delete các thứ thì nó không khác gì cả, chỉ là mình gọi một cái hàm. Làm edit thì chúng ta sẽ phải đầu tiên là lấy dữ liệu của cái đấy ra này hiện lên, rồi chúng ta sẽ thông qua form để chúng ta hiển thị nó lên và thực hiện cái bước mà sửa nó đó. Về tạo mới thì cũng như thế, em sẽ không làm lại bước tạo mới nữa. Ok thì em sẽ tạo một cái NVC component component cái edit user rồi như đó chúng ta lại vào routing, chúng ta thêm một cái đường mới đi, user thì nó sẽ là edit user. Đây em sẽ không xây dựng giao diện nữa mà em sẽ xây dựng trực tiếp bằng chấm. Này thì nó sẽ hiểu là cái ID này mình có thể thay thế bằng một cái ID cụ thể, bằng số cụ thể. Edit user này. Ok thì em sẽ mở edit user ra. Cái này nó khác ha, chết tôi rồi. Sao chúng ta di chuyển lên trên và delete nó đi, delete cái này đi.
biết sai tên ạ. Ok, với edit user ta vẫn khai báo http là ứng. Bài viết này quên, nó không phải http, nó là user service. User service. Tiếp theo thì chúng ta vẫn phải cần một cái là một cái user để lưu lại user mình muốn lấy ra. Giờ thì mọi người hãy enter rồi. Ok. Service này cần những cái gì nhỉ? Chúng ta cần một cái gì đây, để em xem lại cho nó cẩn thận. Thì chúng ta sẽ có một cái subscription ở mô này. Subscription nó sẽ làm nhiệm vụ sắp này cần không ta? Không, cái sắp này không cần. Chúng ta cần cái activate role thôi. Chúng ta cần cái này hơn. Cái router nữa. Cái này sẽ hỗ trợ trong việc là chúng ta sẽ lấy được cái ID đầu tiên, cái ID từ cái đường dẫn đó. Chúng ta đâu chỉ cần activate router. Thì chúng ta sẽ làm cách nào? Chúng ta làm như cũ rồi. Và đầu tiên thì chúng ta phải lấy được cái ID đã. Chúng ta này zip này chấm dưới là chấm paramap. Paramap thì mọi người gọi là một cái hàng để mọi người có thể lấy được cái đường link. Thông qua đường link đó thì chúng ta sẽ lấy được cái ID. Và cái này cũng là ok paramap. Dùng constant color ID cho nó bằng paramap.get ID. Để ta số lớp thử thêm một không nhá. ID chấm lớp. Mọi người thường nghe thì em dùng hay dùng con số lớp để test cái này cho nó dễ. Để em thử này, cái số này edit này, user edit rồi làm sao nào. Routing thì nó sẽ là user ID. User nữa. Ok, đấy là được mà. Đây là đấy chính là số 1 này. Tương ứng với lại cái ID của mình đấy rồi. Được rồi thì chúng ta sẽ thực hiện là tìm cái user đó theo ID để gắn vào kia thôi. Chúng ta sẽ làm như này. User này. User service chấm mình chưa biết hàng. Đây à. Service đó. Đây ok. Ta sẽ viết đó. Get by ID. Truyền vào một cái ID. Và observable nó sẽ chỉ là user thôi, nó chỉ cần lấy một user thôi. Đấy. Return this chấm http client chấm get ok chỗ này us chỗ này mình sẽ chuyển một user vào này vẫn là API URL thôi nhưng mà nó cộng với ok nó sẽ cộng với lại cái ID đúng không ạ? Cộng ID thì mình get được cái chính xác nó ra. Thì mình sẽ dùng cái này, số 1 này. Đô la này, số 1 này, ID này. Như vậy là mình để truyền cái ID vào. Đó. Mình chạy thử xem được không nhá. Mình về ID mình chạy gọi thử này. Get by ID này, truyền vào ID. Và subscribe thôi. Đó, vẫn là result mà cái nhận về. Lần này nhận về nó chỉ là một user thôi. Đó. Và console log chấm log user và đi sao đi tạm thời mình sẽ chưa em sẽ để error error tí cho nó bắt đúng kìa để đục là đúng kìa mà để đục chưa nào lỗi rồi này web id is not function không phải function nào đúng ta để xem nào. Để user đâu. Để câu hỏi khó đúng không? Đâu rồi. Chấm subscribe. Để user chấm get by ID is not function. Tại sao ta? Sorry bro. Có gì đó. Chắc là sẽ biết nào. Đi sai sai đúng
Get ready. Chút thì chưa nào. Get in, get ready. Come on, chưa đi được rồi. Sao có lại vì sao? Lỗi gì ta? Khó nhỉ? Sự sợ biết đúng không? Ừ, sự sợ biết này. On này, subscribe này. Đúng không? Đúng rồi, chưa? Thì chữ yêu sắp sắp biết chẳng biết là đi. Sai sai rồi. Không có dữ liệu xem không khác gì đâu. À đây rồi, có cái dữ liệu mọi người ạ. Nó sẽ không hiểu được cái kia là cái gì. Cái này là cái này, chúng ta lấy được đối tượng ID 1 đi, ID 2 này. Đó, ok, hợp lý rồi. Quay lại đây, chúng ta sẽ gắn lại cho g.user user wow, user bằng reset. Ok, đã ổn áp. Đây là cái bước thứ nhất. Ok, thì bây giờ để cập nhật một cái gì đó thì mọi người phải dùng form, mọi người hiện nó ra và mọi người có thể là mọi người ở đây thì mọi người sẽ dùng form là Ready Form. Cái này thì em xin phép được copy vì em chính em cũng không nhớ lắm. Form là form builder này. Đúng, form builder ở đây, cái đó form builder này. Form builder ở đây, ok. Khai báo cái form. Form mà mình sẽ thực hiện là khai tạo form cho luôn, cho nó luôn. Một control, ok. Cái bài đấy thì mọi người bỏ đi được. Thực ra thì em đang để như vậy là ấy không được bao lâu. Sử dụng form control đây là thế này. Đúng không? User form, ok. User form, rồi. Mình thử xem nào. Cái gì nhỉ? Có thể là dùng. Đây sẽ có ID này. Đi không cần chuyển. Có name thôi. Chúng ta có email và chúng ta có gì? Cái đâu rồi? Chúng ta có user mà đây. Chúng ta có password. Username. Username và name. Ok. Username. Rồi, mình sẽ mở đi. Không, chúng ta có chỉ vậy đâu. Chúng ta có HTML này. Vâng, form. Chỉ cần có form thôi. Form. Mình sẽ tạo hàng này bên kia luôn. Thêm thêm thư viện là thôi, không có gì cả. Vào, thêm cái tiếp module này vào, áp vào tiếp module là xong. Cái này sẽ là user, rồi cái này thì mình sẽ sửa. Có chúng em sẽ là user này. Password. Và email, ok email vào rồi, chúng ta sẽ xóa bớt ở dưới đi. Xóa những cái vấn đề tên đi. Để đến email thôi. Ok, là user chẳng email rồi. User chẳng password. Password thì mọi thứ password này. Password này chúng ta sẽ có ở đây là user chẳng username. Rồi, user này. Rồi, ok, mình đi lại. Mình thử nào. Số edit này
quên chủ cái đích quá. Ok, nó hiện ra file là ok rồi. Không thể, đây, chúng ta đang nhìn thấy một lỗi là không thể đọc được cái giá trị thuộc tính username của DeFi. Tức là sao? Đó là việc Angular nó có một cái chế độ đồng bộ, tức là khi mọi người xử lý xong cái này thì chúng ta mới làm cái khác. Chính vì vậy mà cái form này nó lấy dữ liệu ra thì nó sẽ không có gì cả, bởi vì user của mình lúc đấy vẫn chưa định nghĩa, mà chỉ khi nào xong cái bước này thì user mới tồn tại. Chính vì vậy mà có hai cách khắc phục, thì em sẽ dùng cách em hay dùng, thì nó sẽ là dùng mình dùng sẽ khai báo user những cái giá trị mà anh chấm hay dấu bằng được. Ví dụ chúng ta sẽ có name anh chấm not email ta để rộng được, cần phải một đâu password. Đây cũng là một trong những cách khắc phục được cái lỗi undefined trong cơ chế này. Đó, em thử lại này, đó nó sẽ hiện lên rồi, ok ổn áp luôn. Em xin phép nói lại về cái việc mà nó bị undefined như vậy, bởi vì sao? Bởi vì khi mọi người chạy component thì cái HTML và cái CSS đều chạy, và khi mà nó chạy như vậy thì bắt đầu chạy thì cái user này nó chưa được gọi, cái user này nó sẽ chưa được tìm thấy. Chính vì thế mà nó sẽ lấy cái user lúc đầu của mình để nó gắn vào kia trước, mà user lúc đầu của mình là undefined, và mà kia nó sẽ bị lỗi nên là nó sẽ không thực hiện được cái bước này nữa. Chính vì thế mà phải thêm, chúng ta phải gắn cho cái user đó một cái giá trị mặc định nào đó, và để nó không bị lỗi kia để nó có thể tiếp tục chạy. Sau khi chạy xong cái này thì nó sẽ lại gắn user của mình và cái gì sao mình tìm thấy, và lúc đó thì chúng ta sẽ không bị lỗi undefined nữa. Đó là một cách. Còn một cách thứ hai là cách của dùng path value, cái này thì em không dùng, nó sẽ không demo ở đây. Ok, thì tiếp theo thì em sẽ thực hiện cái bước mà update user nhá. Để bị update user thì chúng ta vẫn làm trong xử lý ở tạo được phải cái service này, mình sẽ phải gọi cái API kia, API mà thì API để sửa ra trước thì mình mới làm được. Em để chắc cô thì em vẫn sẽ mở lại service cũ mình đã từng làm. Chúng ta sẽ dùng update user này. Hơi lời viết cái này một chút, xin lỗi mọi người. User ID number, ok. Ok, chúng ta sẽ cần đến đây thôi. Đây này. Chuyển vào user này, chuyển vào ID này. HTTP cái này. Đó, thế là được. Thì sẽ gọi nó ở bên kia. Trước khi gọi nó thì chúng ta phải có custom này. Chúng ta khai báo custom. Chấm user thì bằng zip user form chấm value. Để em thử xem cái này có nhận không nha. Con số chấm user rồi nó sẽ ra gì nè. User, ok, được rồi. Mọi người thì thấy nó bị lỗng hết này. Thế thì nó sẽ xử lý xong. Em sẽ để mọi người tự xử lý cái này nó không phải khó. Ok, sau khi đã có lấy dữ liệu rồi thì sẽ thực hiện là zip.userService.update. Profile ID sẽ là zip.userService.user của mình. Mình sẽ ID cái này và mình truyền vào cái user được nhận từ form chấm subscribe. Sẽ để string nhé. Ok, đưa sắp bài thôi. Chẳng nào xem cái hàng đấy thì mình sẽ trả về cái gì nào, hay là chỉ trả về ok. Ok, không có gì thì chúng ta dùng mặc và chúng ta dùng cái function và cắt số alo đi. Thành công. Rồi, đó, chúng ta thử này. Biết nó đã được hay chưa thì chúng ta cần về trang chủ, chúng ta cắt số lớp lại là được. Chúng ta vừa sửa cái thứ hai như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91,
Đó là em sẽ để vừa demo cái bước đó. Bước là gì nhỉ? Bước sửa sửa cho mọi người. Còn mọi người làm create thì nó chỉ tương tự thôi. Create là còn dễ hơn cái này. Vì sao? Bởi vì nó không có bước tìm này. Mọi người chỉ cần khai báo form, mọi người tạo hàm, tạo service, mọi người gọi ra xong. Nó dễ hơn cái này. Đó. Em sẽ không để một cái đấy nữa. Edit thì ở cái nút thì mọi người gọi đến cái hàm là xong, gọi đến cái hàm delete và thực hiện nó như này là xong, không có gì cả. Em sẽ không để một delete nữa. Đó, thì cảm ơn mọi người lắng nghe. Em xem nào, có nên nói về delete không ta? Rồi, delete để mọi người tự làm. Delete thì nó cũng không phải khó quá, nó chỉ gọi hàm như là cái nút để mọi người gọi hàm thôi. Em biết luôn nha, em biết luôn đi. Rồi, dễ, em biết luôn trong này nhá. Button. Sẽ viết luôn một cái nút mà button. Viết đơn giản thôi, xóa. Click bằng xóa đi này đây. Ok thì mình trước khi đó thì em sẽ tạo một cái hàm đi tè ở bên đi này đi là tè này đó. Mở ra mình sẽ thử ăn nước ra thôi xem nó hàm nó hoạt động có được gọi không đâu chẳng hạn. Ok chỗ này edit. Ok, hàm hoạt động rồi. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ thực hiện bước service. Bước này thì nó đây, mình có lại cái này được. Cái này thì nó sẽ là delete. Đây là cái user. Trường hợp ID, mọi người lúc này thì không cần. Mình có thể là... À không, cái này mình sẽ dựa vào cái end xem nó có trả về không nhỉ. Nhưng mà trả về thì mình cắt, không trả về thì thôi. Delete, delete không truyền về gì thì mình có thể để là không không truyền về gì. Sẽ biết nào, delete. Delete không làm. Delete, à nó có những ấy kiểu này à. Sao nó cứ đây vậy được. Thử đó. Delete user này, get user, ok. API chuyển vào ID. Đây, đây. Chạy thử nhá. Chúng ta sẽ gọi t.user service.delete user và user service.user.id à đâu user mà .id à sẽ xem lại à xem lại à xóa thành công thôi alert. Chúng ta sẽ thử này, xóa này. Ok rồi, thử lại cái này biết ngay không ra gì đó, nó lỗi bởi vì sao user này nó không còn nữa thì nó bị lỗi rồi đấy. Xóa đi chỉ đơn giản là một nút như vậy là xong. Thêm thì em không làm được, thêm thì nó tương tự. Edit đó, cảm ơn mọi người lắng nghe nhá, em xin dừng tại đây. Đừng...